Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Em chào bà con nha. Trần Anh vừa về một mẫu kép nè. Kép em này sản xuất năm 2007 nha cô chú anh chị. Form dáng của em nè. Nước sơn ok không? Đời 2007 cọp lắm. Nói chung xe là không cấn không lỗi. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ nha, Chevrolet Captiva. Em này máy 2.4 lít ghế chỉnh điện. Một mẫu xe SUV gầm cao cực kỳ nha bà con cô bác nha. Sơn xi bên ngoài thì em nói phải gọi là khá là đỉnh điểm rồi. Em này đâu đó sơn rin đâu đó còn được cái tầm cỡ tầm 65% thôi nha. Cạn trước đồng thời này có sơn lại. Vì sao qua thời gian 5 tháng trời chuột người ta sơn hai cụm đèn rin theo xe luôn. 85 Phan Rang 03962 nha. Form đẹp nè cô chú anh chị nè. Đó, màu đen sang trọng lịch lãm đầy huyền bí luôn. Trần Anh gọi là trâu già thích gặm cỏ non đó. Cỏ non mơn mởn răng trâu tan tành. Ok chưa cô chú anh chị? Bốn cái vỏ là tương đối là khá mới nè, 80%. Mâm đúc nguyên bản của dòng Chevrolet, trang bị ABS gầm rin nè. Anh chị thấy gầm không? Đó là gầm mộc mạc nguyên bản nguyên rin của dòng Chevrolet nhá. Em này 2.4 lít đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị 11 đến 12 lít trên 100 km thôi. Nhưng mà đổi lại bù lại cô chú anh chị được một cái form rất là romantic. Trần Anh gọi là lãng mạn anh chị. Lãng mạn forever, ok chưa bà con? Chữ Captiva là nguyên bản nguyên rin luôn, Chevrolet nha. Xe ok, hai cụm đèn bông phía sau nè. Đời 2007 thôi cô chú anh chị ạ. Sử dụng động cơ vô đôi hết toàn bộ nha. Đó, nước sơn bên ngoài đẹp không? Sơn si là không một dấu gì chảy đâu. Đây bà con, quay sáp lá cà quay gần cho cô chú anh chị coi bóng không? Nước sơn nè, bóng lắm, cực kỳ là bóng. Dọn xe bằng cả một cái tâm huyết luôn. Mua về chỉ việc chạy 4 tháng đĩa. Cầm bề ở trong nè, không có dấu hiệu là mục mọt đâu. Nội thất tắp lô tắp bi, ghế ở trong bọc sạch sẽ, ghế da nè cô chú anh chị thấy đẹp không? Mới tinh luôn, mới lắm, phải gọi là cực kỳ là mới. Ok chưa bà con cô bác ạ? Không đâm va không lỗi lầm nha. Đinh bấm điện nó còn nguyên bản như thế này nè. Bốn cánh cửa tắp bi rồi liền lạc sạch sẽ. Mẫu này thì cô chú anh chị đã từng hiểu rồi, 100% là không có ai chạy dịch vụ. Đó là mẫu xe gia đình. Ngày xưa em ấy tiền tỷ, bây giờ anh em ấy chỉ còn tiền hơn 100 mà thôi. Em sorry, hơn 200 mà thôi chứ. Ok, cọp chưa? Sáng tài không? Da nè, đó da nè. Da rin nguyên bản đầu xe nhá. Keo chỉ rin hết 100%. Chúng ta sẽ bước vô, sẽ có ghế chỉnh điện nè. Ghế chỉnh điện, chỉnh tay vai, chốt 7 màu. Vô lăng kết hợp là hai túi khí bên phụ bên tài. Gương cụp mở, gương chỉnh điện đầy đủ cái tính năng. Từ phần củ số là bao rin nè của chú anh chị nè. Số máy trang bị một cái màn hình Android. Trải nghiệm cùng với Trần Anh. Chìa khóa, lóc khóa mở cửa từ xe luôn. Đi được 126.565 km rồi nha cô chú anh chị nha. Mọi tính năng trên đồng hồ rất là ok. Bà con mua mẫu này bà con cứ sợ nó bị lỗi điện. Không phải, số tự động nha. Riêng số sàn thì bao sướng rồi. Vì em này xài đến 24 con cảm biến rồi cô chú anh chị ạ. Nè, trang bị màn hình Android đầy đủ cái tính năng nè. Máy lạnh AC kích hoạt cái có máy lạnh rồi nè cô chú anh chị. Mở một phát có lạnh rồi nha bà con nha. Tua máy nè. Ok chưa? Nổ đúng không vết 8.000 vòng nha cô chú anh chị. Chúng ta có gương cụp mở nè. Đó là các tính năng thông minh mà những dòng xe khác không có. Ít tiền mà đồ chơi option là full kính luôn rồi. Riêng cái mẫu này tích hợp với gương chống chói đầy đủ các tính năng trên chiếc xe. Đèn còi đầy đủ nha cô chú anh chị nha. Đây bà con trải nghiệm phần máy nè. Máy móc là bao chất cho cô chú anh chị luôn. Riêng máy là cọp lắm. Đó, tắp lô tắp bi liền lẹ không? Sạch sẽ chưa? Xe sạch sẽ lắm bà con. Khá là ok. Sở hữu là hai cụm đèn halogen thôi. Đây là phần máy nè. Một cái điều mà Trần Anh rất là thích. Đây cô chú anh chị, hỗ trợ cho em nó là hai thi nhúng thi lực nha. Cục máy em cũng đưa qua em dọn dẹp làm đẹp toàn bộ rồi. Mạc tem ở trên đây còn nguyên là keo nè. Keo rin hết 100%, xe không cứng không lỗi đâu. Riêng mẫu này coi ở đây nè, rất là dễ coi. Dằn trước là xương ngang nè, xương ngang cực kỳ là lớn nha. Nếu mà bị tác động đâm va mạnh trực tiếp vào đây thì nó sẽ móp hết những cái xương ngang này. Cô chú anh chị nhìn là cô chú anh chị sẽ dễ nhận ra lắm nha cô chú anh chị nha. Hai bên đẹp như nhau, trụ keo chỉ quấn xung quanh. Máy êm ru,
Trần Anh đưa qua xử lý công nghệ làm đẹp toàn bộ rồi. Máy đang hoạt động 10 đến 11 lít, 11 đến 12 lít trên 100 km nha cô chú anh chị. Số là bao rin cho cô chú anh chị nha, số máy là chưa làm nha, số là bao rin nha. Đó là Trần Anh báo luôn. Nè, cục máy nè, êm chưa? Khá là êm, dầu trợ lực đang hoạt động rồi. Nói chung em về em dọn sạch sẽ rồi, dọn hết rồi, đẹp rồi. Bây giờ cô chú anh chị mua về chỉ có việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu nha. Và đồng thời là cản nè, cản trước là Trần Anh rồi, trước nó bị trời Trần Anh cho đi, Trần Anh sơn lại hết toàn bộ. Cản này cũng là cho đi sơn lại luôn nha. Đăng kiểm tháng 8 năm 2022. Form đẹp không? Form rất là thời thượng nha cô chú anh chị. Nội thất option ok. Mời cô chú anh chị trải nghiệm phần cốp sau. Phía sau nè cô chú anh chị coi là gọn gàng sạch sẽ không? Ghế nè, từ phần tay nắm chỉnh ghế nè, các tính năng nè, ok lắm. 7 chỗ cô chú anh chị có thể gấp lại chở một băng chứa đồ rất là lớn. Những sóng gân nè, không một tí là phai mờ. Đây cô chú anh chị, ok chưa? Xe sạch sẽ nha, 7 chỗ ngồi là 7 dây đai bảo hiểm an toàn, các kiểu con đà điểu trên một chiếc xe rồi. Phía sau là hỗ trợ cho em nó 2 tia nhúng tia lực, keo chỉ là rin toàn tập 100%, xe không cứng không lỗi. Đây là động cơ vô đôi nè cô chú anh chị nè, anh chị coi là phần bô nè, biết không? Đó, mua về chạy sang chảnh với người ta nha cô chú anh chị nha, không thu gì xe tiền tỷ đâu. Đây bà con, máy móc cực kỳ là khô ráo nè. Nè cô chú anh chị coi gầm rin nè, gầm rin nguyên bản của dòng Captiva đẹp như thế này. Máy móc bảo hành cho cô chú anh chị, và đồng thời có quay đầu nha, có quay đầu cho bà con cô bác luôn. Chạy thời gian lỗ 15%, em thu lại được chưa? Mua bán trao đổi tất cả các mặt hàng xe xế cỏ luôn. Đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh Ô Tô Đà Lạt Lâm Đồng. Một lần nữa cho anh xin chúc toàn thể tất cả các cô chú anh chị thân yêu có được nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống này nha. Em kết thúc channel tại nơi này. Em see you and goodbye.